David Ornstein của The Athletic hôm qua lên chương trình Vibe with 5 ở trên kênh của Rio Ferdinand và đã chia sẻ ở trong cái chương trình đấy là Harry Maguire ấy, đơn giản thế này này, Erik ten Hag ấy thì thật ra ấy ok với cái việc Harry Maguire ở lại, hoặc nếu Harry Maguire mà đi ấy, thì cũng ok nốt, chẳng vấn đề gì cả. Đây là những gì mà David Ornstein chia sẻ. Ok, cho nên là Harry Maguire ở lại hay đi không có vấn đề gì. Tại vì bạn nghĩ đi, nếu như Maguire ở lại ấy, thì Erik ten Hag có một trung vệ dự bị rất chất lượng. Đúng hay sai? Đúng hay sai? Nếu như Harry Maguire ở lại, Erik ten Hag có một trung vệ dự bị rất chất lượng, trung vệ chính của đội tuyển quốc gia Anh, vẫn có thể làm được một vai trò ổn định, không có một cái vấn đề gì cả. Nếu như mà là trung vệ, tất cả đều bảo sai. Trung vệ dự bị, cái từ ở đây ấy là dự bị, không phải là một trung vệ chính mà là trung vệ dự bị. Tôi xin lỗi các bạn, trung vệ dự bị như thế này hoàn toàn ok, không có một cái vấn đề gì ở đây cả. Nếu như là một trung vệ dự bị, chúng ta có Lisandro Martinez và Rafael Varane đó chính. Nhưng mà nếu như mà chúng ta cần một trung vệ dự bị, Harry Maguire không hề là một vấn đề gì luôn. Tôi nghĩ là các bạn đang gọi là được voi đầu tiên. Ok, tại vì nói thật đấy là có được Harry Maguire, bây giờ tôi hỏi các bạn đấy, Harry Maguire có phải là một trung vệ dự bị cho Man City không? Ok, không. Có phải là một trung vệ dự bị cho Arsenal không? Hoàn toàn có thể. Có phải là một trung vệ dự bị cho Spurs không? Hoàn toàn. Liverpool không? Hoàn toàn. Dự bị, từ khóa đây là dự bị. Ok, dự bị. Cho nên là sao? Cho nên ấy, David Ornstein bảo là cái việc Harry Maguire đi hay không ấy, thì bây giờ ấy là nằm ở vào quyết định của Maguire. Maguire là người quyết chứ không phải Erik ten Hag là người quyết. Erik ten Hag bảo là cậu ở đấy thì ở, còn nếu như mà muốn đi thì ok, tôi cũng ủng hộ, không có vấn đề gì cả. Cậu chỉ cần biết đấy, cậu không phải là làm sao, cậu không phải là cầu thủ đá chính, đơn giản thế thôi. Cậu không phải là cầu thủ đá chính cho Man United, tùy cậu quyết. Còn Fabrizio Romano thì đã bảo ấy là cả hai bên đã thống nhất ấy là Maguire sẽ rời câu lạc bộ rồi. Ok, cả hai bên đã thống nhất ấy là Harry Maguire sẽ rời câu lạc bộ. Chỉ là bây giờ ấy Maguire tìm cái địa điểm mới của mình ở đâu thôi. Cái vấn đề mà các bạn cần phải hiểu ấy là sao? David Ornstein bảo ấy có một số cái câu lạc bộ mà hiện tại đang muốn Maguire, West Ham, Aston Villa là hai cái tên mà làm sao mà David Ornstein có nhắc đến. Có cả Tottenham Hotspur ở trong đấy nữa. Nhưng mà cái việc Harry Maguire đến ấy, Spurs ấy sẽ đồng hành và kèm với cái việc ấy là Harry Kane cần phải ở lại. Không có chuyện Harry Maguire đến mà Harry kia đi. Cho nên là nếu như mình bán cho Spurs á, là cái kỳ vọng của Spurs ấy là Harry Kane ở lại. Ok, thì đây là những gì mà David Ornstein bảo. Cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ấy, để cộng đồng của chúng ta hiểu được và cộng đồng của chúng ta nhớ và cân nhắc này, là thế này này. Kim Min Jae có một cái release clause, có nghĩa là ấy, điều khoản phá vỡ hợp đồng, rơi vào đầu tháng 7, có nghĩa là một tháng nữa. Ở trên kênh này trong vòng 2 tuần tới tôi sẽ không nói gì đến Kim Min Jae. Ok, tất nhiên ngoại trừ bây giờ. Tại vì từ bây giờ đến lúc đấy MU không làm được một cái gì cả. Sự thật ở đây ấy, là Manchester United không làm được một cái gì cả cho đến khi đầu tháng 7, cuối tháng 6, đầu tháng 7. Lúc đấy MU mới bắt đầu hành động được với Kim Min Jae. Tại vì cái điều khoản đấy nó chỉ diễn ra dựa theo Fabrizio Romano trên The United Stand nhé. Romano đã bảo ấy là cái điều khoản đấy chỉ có thể được kích hoạt ở trong một thời gian ngắn, hình như là 1 đến 2 tuần thôi, ở đầu tháng 7. Sau đấy là làm sao? Sau đấy là không làm được nữa. Cho nên MU hiện tại ấy cần phải giải quyết cái vụ Harry Maguire thì mới đem Kim Min Jae về. Đây là những gì mà tôi tổng hợp và phân tích được dựa trên những cái nguồn tin mà chúng ta làm sao? Chúng ta có. Ok, Manchester United sẽ không bán Harry Maguire đi nếu như mà không đem Kim Min Jae về và không quyết định là kích hoạt điều khoản của Kim Min Jae. Ok, MU cũng không kích hoạt điều khoản của Kim Min Jae nếu như mà chưa chắc là bán được Harry Maguire đi. Tại vì sao? Nếu như thế thì chúng ta có quá nhiều trung vệ. nếu như mà Harry Maguire không đi được, loạn luôn. Cho nên ấy, chúng ta có một, như kiểu như là nội bộ chúng ta ấy, hiện tại đang có một cái deadline. Cậu đầu hiểu ý tôi. Nội bộ của chúng ta ấy, hiện tại ấy, có vẻ như là đang có một cái deadline là từ bây giờ đến đầu tháng 7 mình phải tìm cho Harry Maguire bằng được một cái bến đỗ mới, một địa điểm mới, một câu lạc bộ mới. Thì cái vấn đề ở đây ấy là mình có một cái deadline. Từ bây giờ đến đầu tháng 7 mình cần phải làm thế nào đấy để bán cho bằng được. Bán cho bằng được. Thái Anh bảo là đã nhận 2 áo quỷ to, 1 quỷ nhỏ hôm qua nhanh hiếu. Ok, cảm ơn Thái Anh rất nhiều nhá. Thank you. Mình phải bán cho bằng được ông Harry Maguire. Một khi mà mình đã chốt được West Ham và Villa ấy, mức giá này Harry Maguire cũng sẵn sàng giảm lương này, vân vân để đến những câu lạc bộ kia ấy, thì làm sao? Thì lúc đấy ấy, là mình có thể kích hoạt hợp đồng của Kim Min Jae. Nếu như MU mà làm được cái điều này ấy, thì tôi thực sự tôi chia sẻ với các bạn ấy là đây là một cái bước mở đầu cho một cái kỳ chuyển nhượng rất tốt. Và chúng ta phải lên trên này và chúng ta phải khen đội tuyển trạch MU. Chúng ta chê rất nhiều rồi. Chúng ta chê rất nhiều. Nhưng mà đây là cái thời điểm mà chúng ta phải khen. Tại vì nếu như mà MU mà thay được Maguire với Kim Min Jae và mình lại còn được cùng mức phí 40 triệu tầm đấy cho Harry Maguire, mà kích hoạt được Kim Min Jae với mức phí cũng tầm 40 triệu như thế, thì không khác gì là mình thay hai cầu thủ với nhau cả. Và tôi nói thật đấy, tôi không nghĩ là mình trả Kim Min Jae 200.000 đâu. Tôi nghĩ là mình trả, bây giờ mình càng ngày mình càng đẩy mức lương xuống thấp hơn một chút, 180.000 chẳng hạn, đúng không? Càng ngày càng thấp hơn một chút. Thì cái điều này ấy là một cái hướng đi tuyệt vời cho câu lạc bộ. Mình có một trung vệ đá chất lượng hơn, to không kém, đúng không? Giữ bóng tốt hơn, tackle chất lượng hơn, biết thế nào là vô địch Syria. Ok, không bị truyền thông Anh soi mói nhiều bằng Harry Maguire. Lương có thể lại còn giảm đi, hợp đồng sẽ còn dài hơn. Harry Maguire hợp đồng còn khoảng 2-3 năm, đúng không? 2 năm với 1 năm kích hoạt. Kim Min Jae nếu đến MU chắc là một hợp đồng 5 năm chẳng hạn, sẽ gia hạn một cái vị trí quan trọng cho MU, kéo dài 5 năm tới. Tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời cho câu lạc bộ của chúng ta, nếu như chúng ta làm được cái điều này. Ok, nếu như chúng ta làm được cái điều này. Tuy nhiên ấy, các bạn biết rồi đấy, là fan Manchester United, những bạn tham gia cộng đồng Viet Devils phải hơn năm nay rồi, đúng không? Chúng ta thành lập được khoảng 1.5 năm rồi. 1.5 năm này rồi ấy, thì chúng ta biết được chúng ta trải qua cái kỳ chuyển nhượng đầu tiên đấy, khi mà chúng ta bên cạnh nhau với người mà ai cũng biết rồi, Anthony rồi Timber các kiểu, thì chúng ta hiểu được ấy là Man United hoạt động nó thiếu ổn định. Nó thiếu ổn định. Ok. Và vì thế thì chúng ta, bao nhiêu người ở đây tin là MU có thể làm được cái điều đấy. Ok, bao nhiêu người ở đây tin. Nếu như các bạn tin MU làm được cái điều đấy, viết số 1. Nếu như bạn không tin MU làm được cái điều đấy, viết số 2 để tôi xem là cái độ tự tin của cộng đồng chúng ta hiện tại ấy, làm được cái điều này ấy, là bao nhiêu. Tin viết số 1, không tin viết số 2. Khá là ngang nhau. Một số bạn vẫn có một chút niềm tin, đúng không? Vẫn có một chút niềm tin vào cái việc này. Cho nên là sao? Từ bây giờ đến đầu tháng 7 chúng ta có khoảng 1 tháng để theo dõi. Và chúng ta sẽ xem là Man United của chúng ta ấy gọi là sao nhỉ? Thi hành cái nước đi này như thế nào. Và chúng ta xem ấy là mình có thực sự có thể đổi được Harry Maguire với Kim Min Jae không? Ok. Tại vì hiện tại ấy, đối thủ duy nhất của mình để có được Kim Min Jae ấy, theo những gì mà tôi hiểu hình như là mỗi Newcastle thôi. Cho đến bây giờ nhé. Tiến hành, cảm ơn nhé Thành Nguyễn. Đối thủ duy nhất của chúng ta để có được Kim Min Jae ấy, thực sự ấy là chỉ là Newcastle. Mà bây giờ hỏi tôi ấy, hỏi Kim Min Jae là bây giờ đến Manchester United hay Newcastle, cả hai đều có cúp C1. Đây là một cúp không có Nếu như bạn sống một cuộc đời, sự nghiệp của bạn, bạn hình dung đi, bạn lại còn đến từ Hàn Quốc nữa. Bạn đá cho Napoli, bạn vừa vô địch được rồi. Cả Hàn Quốc bây giờ theo dõi bạn, biết bạn là ai, cùng với một số đồng đội khác như kiểu như Hyo Min Son các kiểu. Và bây giờ bạn được chọn giữa Newcastle và Manchester United. Và về sau bạn biết đấy là mình có thể kể lại cho toàn thể họ hàng, gia đình, dòng họ là mình từng thi đấu cho Manchester United hay Newcastle. Thì cái này nó quá rõ. Ok, cái này nó quá rõ. Xin lỗi nhưng đây cũng không phải là một bài toán. Ok, đây không phải một bài toán, nó tự giải bản thân rồi. Ok, chắc chắn ấy là Kim Min Jae sẽ chọn làm sao? Sẽ chọn Manchester United. Ok, và biết được những cái đóng góp của ví dụ như Park Ji Sung trước đây cho MU và trở thành, tôi cũng không nghĩ là Park là một huyền thoại, nhưng mà một trong những greats, đúng không? Một trong những cầu thủ vĩ đại của câu lạc bộ, đúng không? Đấy, thì rõ ràng là Kim Min Jae sẽ chọn Manchester United thôi.